Con vợ mày nó la dữ vậy mày? Ôi, chị ngồi yên cho tôi kiểm tra chút nha. Em đau quá bác sĩ ơi, có cái gì giúp chia sẻ cái nỗi đau này không? Anh ra hỏi bác sĩ thử coi. Gì? Chị đau quá hả? Tôi có sản phẩm, chờ xíu. Bác sĩ có cách nào bác sĩ? Có luôn. Đây, sản phẩm công ty của tôi. Cái này là cái nón chia sẻ nỗi đau. Anh hãy chia sẻ nỗi đau cho người vợ nha. Mà cái này chỉ dành cho người bố. Mày đeo đi. Người ta sẽ phụ mày. Không được gì. Ôi, sắp được ra rồi. Tôi biết sĩ. Ok. Sáng của đường ngọc rồi, khích quá anh Tư. Ok đó. Ây rồi mày khoan, mày định đặt tên nó là gì? À, tao đang tính đặt tên nó là tên Hưng. Cho nó hưng thịnh, phồn vinh. Hưng hả? Thôi, đừng. Không được. Tại sao? Bởi vì sau này á, nó lớn lên, nó sẽ bị gọi là Hưng Hi. Cái gì? Lui. Đi đâu đây? Cái gì vậy? Cái nói này nó hiệu quả với mày. Ok, nhưng mà hình như đứa bé nó không có chịu. Nó đau quá. Vậy nghĩ tin khác đi. Ok. Đúng rồi, hướng này nè. Không. Tên Hoàng. Hoàng nghe nó sang trọng. Khoan, sau này nó sẽ bị gọi là Hoàng Lan Tôn á. Cái gì? Đi đâu đây? Đường đó là kẹt. Tên Hoàng nữa. Đi, cầm cái dây. Trong một cái tên này tao tâm đắc lắm. Tao nghĩ mãi mới ra là bốn. Bốn hả? Đúng rồi, tên bốn là đừng bốn nữa. Tao sẽ lên bốn chàng lại á. Bốn chàng lại. Chị ơi, mất tiêu rồi.